Đây là 8 trái quỷ hệ quái thú tồn tại trong Blockfoot. Và mình sẽ sử dụng vòng quay này để chọn ra trái quỷ dùng để PvP với Vedak. Fan cận bay. Và đương nhiên anh chiến thắng 5 vòng thì trở thành quán quân của ngày hôm nay. Các bạn biết tin gì chưa? Hiện tại trên shop Linestore.vn của mình đang giảm giá hàng tập V4 siêu xịn, chỉ còn 145k. Và đương nhiên là sẽ có chương trình bảo hành 1-1 nếu như xảy ra bất cứ vấn đề nào. Tuy nhiên thì đây là một sự kiện có hạn chỉ trong 2 tuần, hoặc có thể là chỉ đến hết Tết thôi, nên là các bạn hãy nhanh tay truy cập ngay Linestore.vn đi nào. Và vòng quay đầu tiên của mình thì mình sẽ được chọn một trong 8 trái này mà không biết là ra trái nào nữa. À, trái phong cảnh kìa, trái phong cảnh kìa. Ôi, trái fan cảnh kìa. Ui trời. Ui, đầu game vô mà được trái leo phát luôn. Cái gì em cũng được chọn luôn hả? Em muốn chọn trái nào thì chọn, giống như video trước kia đó. Ôi, gì đây? Sao có trái mochi đây vậy? Mới random á. À đù, có phải là giờ em đăng ký kênh của anh Crazy Lên và đã like video này rồi đúng không? Không. Rồi ok, thế này trừ 50% lương nha. Ok, mình sẽ lấy trái leo bát nha các bạn, cho nó biết ai mới chính là người báo nhất ở đây. Em xài trái gì vậy? Sẽ xài trái spirit. Ok ok. Rồi, phân thắng bại đi, vô. Hiệp 1 chính thức bắt đầu. Bắn tùm lum. Tiên mình sẽ tích các điểm cái các bạn. À, câu giờ à, câu giờ à. Mày câu giờ. Đó, đó bạn hay chơi, hay chơi. Ủa, sao anh mất máu gì vậy? Em không biết anh là Mikay gì mà em chạy phải không? Anh Mikay á. Ây da, vãi con ếch nó liếm anh kìa. Ôi, khó chịu quá vậy. Mày bắn tùm lum. Rồi rồi, đỡ đỡ. Nè nè nè, vô vô đây, vô đây. Cú đánh xem xét. Mày. Ôi, rồi lên đây. Lên đây. Lại mày đừng thách thức anh. Ủa sao em hồi máu lại nhanh vậy? Em xài tập người cá vậy? Ủa bậy, em xài tập thiên thần. Ở đâu đây là kỹ năng của trái này đó. Đánh nãy giờ sao nó hồi đầy cái máu rồi? Chơi vậy sao công bằng? Thôi được rồi Phúc ơi, được rồi Phúc ơi. Em ép anh làm vô đường cùng rồi đó. Em ép anh gì? Vô đường cùng rồi đó. Sức mạnh bao đông. Ui da. Cú đâm xong xét. Dạ dạ. Ảo ảo ảo. Đào. Được rồi. Bắn tùm lum. Biết ai là mạnh nhất ở đây chưa? Biết ai là mạnh nhất ở đây chưa? Cú đá xem xét. Dạ, quá mày. Mày. Mà xếp, mày xếp. Gọi. Mày. Ôi ôi khùng kìa, khùng kìa. Né hộ, né hộ. Hey, what the fuck? Trời chơi pro quá các bạn ơi, mình pro quá, né hộ. Cho tôi cái gì để tăng tốc đi, cho tôi cái gì tăng tốc đi. Chạy nhanh quá vậy, xem chạy nhanh quá vậy. Mày chạy. Mày chạy. Mày chạy. What the fuck? Su. Nó đòi solo tốc độ với leo bát các bạn ơi, không biết ai mới là vua tốc độ hả? Thì tỷ số của trận đầu tiên đương nhiên là 1-0 nghiêng về phía của mình rồi. Đến vòng quay thứ hai nha. Ơi mà để ý, mỗi trận mà anh win trận đầu là anh bị lật kèo á. Ui, ơi đơn 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 đơn. Ui, Kitsune. Mình phải dùng con bài tẩy của mình sớm đến vậy hả trời. 8 triệu Billy các bạn ơi. Con bài tẩy của em là gì? Chỉ dùng Kitsune luôn. Chạy. Rồi, à, anh lấy trái Kitsune ra luôn. Rồi, à, lần này là kèo kỹ năng đó nha. Thua trận này là không có gì để bàn cãi luôn rồi đó. Rồi, à, coi ai là người trái Kitsune dữ nhất nè. Dạ, à, dạ, chưa bắt đầu mà. Ôi, Phúc nó chưa ăn gian các bạn ơi. Chưa bắt đầu mà. Mày, mày, ủa. Trong chúng ta, anh này hả chứ. Mày. Mày. Rồi, rồi, xong, 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 xong. Rồi, rồi. Ủa, sao anh là người hốt. Ây da. Ảo không? Bắn chi xe nè, bắn chi xe đúng không? Ôi ôi chạy kìa. Sky, chạy, mày Sky. Chạy liền. La 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 la. Đi chạy, đi chạy. La la la. Máy anh điều khiển tự chạy Phúc ơi. Rồi, mày. Rồi. 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 Rồi, lật kèo. Chơi kìa, chơi kìa. Chơi vậy, chơi, chơi vậy, vô. Chơi, vô quýnh thiệt nè, bây giờ quýnh thiệt nè. Nè nè nè. Ui ui da. Dạ. À cái pha đó là gì nhìn ảo vậy? Dạ. Ủa da. Sợ quá, sợ quá các bạn ơi. Em chưa đủ nổi quyết hình hả? Ờ, em chưa đủ. Vậy thôi nha. Rồi, dạ, rồi, 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 mày đi. À, cái đéo gì vậy? Mày đi. Từ nha, từ nha. Rồi, chạy hả, mày chạy hả? Đâu? Đứng, đứng lại. Ôi, trúng rồi, trúng rồi, trúng rồi. Cái nữa các bạn ơi, một hit nữa. Một hit nữa. Mày! Ôi da! Su! Chạy quá à, anh chơi kỳ quá, anh chạy xong anh đánh em. Ủa em cũng chạy vậy? Oh my god các bạn ơi, không ngờ nó phải chiến thắng với đất trong hình dạng Kitsune được. Tỷ số bây giờ là 2-0 nghiêng về phía của Gonendo nha các bạn. Su! Ai à, tới vòng quay thứ 3 nha các bạn, đúng là trận đấu này không thể nào với đất lật kèo nữa rồi. Quá mạnh các bạn ơi, những trái hệ Zoan là những trái mạnh nhất. Trái T-Rex! Dạ!
Ui, lần này mình may mắn quá các bạn ơi, không còn những trái lỏ hay trái smoke nữa rồi. Mặc dù mình không phải là người chơi T-Rex giỏi nhưng mà mình nghĩ cũng có thể ăn được với đắt bằng trái T-Rex này các bạn ơi. Thật là một trò đùa. Em xài trái gì? Em xài trái so. Trái sao? Trái âm thanh hả? Đúng rồi, đúng rồi. Được chưa, được chưa, anh bắt đầu được chưa? Rồi, sẵn sàng rồi đó, vô đi, đừng chơi ăn gian nữa. Ôi, bữa nay không tích nổi chứ hả? Ma mới nói luôn. Mới nói luôn. Anh Messi ơi, anh Messi ơi, anh Kỳ, anh Messi. Hút nọc mày nè con. Hút nọc mày nè con. Hút nọc mày nè con. Mày âm thanh hả? Ủa, sao con khủng long của anh có một đuôi nè? Đã có thể lên được hai đuôi luôn. Mọc hai đuôi lên. Rồi, rồi. Ây da, sao hay vậy? Sao biết anh nhảy vô? Chơi rồi, chơi game bay kìa. Mày bay, mày bay, mày bay. Sao bữa nay em xài cái này mà yếu vậy ta? Ôi, bữa nay em gà rồi, bữa nay em bị người yêu chia tay nữa đúng không? Mỗi lần mà bị đắt thấy quýnh gà là biết bị người yêu chia tay các bạn ơi, bị bồ đá. Bị đắt thấy vậy chứ tội nghiệp lắm, đi học là toàn bị ghệ chia tay mà. Rồi, làm gì vậy? Làm gì vậy? Xỉn hả? Xỉn hả? Ây da, anh kẹt cái đất rồi, ủa vậy? Gọng thần vẫy đuôi. Mày nói dụ mình xéo nữa mình bay vô đánh rồi. What the fuck? Sự tức giận của thợ săn. Bùm, mẹ mày béo. Đùng. Ôi combo kìa. Ôi 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 da da da. Gọng thần vẫy đuôi. Mẹ mày béo. Ây da, không được các bạn ơi, phải kết thúc trận đấu này thôi. Sức mạnh khủng long. Chúng không vậy, chúng không vậy, sao gì đen thui chứ rồi. Má. Đơn giản luôn, quá đơn giản. Rồi, xài chiêu đó để chạy, xài chiêu đó để chạy rồi sao né nữa. Nè nè nè, đùng. Ôi, sao ông lặn nó chết vậy? Em quýnh với T-Rex mà em cứ chạy ra xa không à, hỏi sao chết quá. Hài vãi. Ok các bạn ơi, thì tỷ số bây giờ là 3-0 nha các bạn. Trận chiến hình như quá áp đảo rồi thì phải. Ôi, bữa nay anh tập luyện riêng bên ngoài ha. Em không biết sao có trận thua ngày hôm qua anh phải dành ra bao nhiêu thời gian để chơi với em đâu. Rồi, đến vòng quay thứ tư nha, trận này nó là trận cuối cùng luôn rồi đó. Rồi, okay, cái T-Rex nữa. Ê. Ôi, trận cuối cùng luôn rồi. Trái fan cần các bạn ơi, what the hell. Thì trong những trái hệ doanh nó có cái lỗ hổng đó chính là trái fan cần nha các bạn. Tự nhiên một đống trái super VIP rồi xong lòi trái fan cần. Không sao, nãy giờ thì cũng được mấy trái xịn xịn rồi. Trận này nếu mà thua cũng được các bạn. Nhưng mà các bạn nghĩ là mình thua hả? Sao có chuyện đó được, sao chứ gì á? Xịn xịn like, xàm nhục lắm, thua là nhục lắm, vô rồi đó. Mày ảo. Dạ, 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 dạ. Mày à, sao không tiếp cận được? Hình như trái fan cành này lỏ thiệt các bạn ơi. Ây da, cái gì vậy? Ảo không Phúc? Ảo không Phúc? Ảo không Phúc? Ây da, trái fan cành này như lỏ thiệt hay sao á? Nó đứng yên mình quýnh không được luôn kìa. What the fuck? Rồi được rồi, phải sử dụng được chiêu cuối rồi. Ây da, thả anh ra đi Phúc, cái gì vậy? Fan cành bay. Ây da, ây da, ây da. Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy mọi người? Mình chỉ muốn bay lên thôi mà. Ok, tỷ số bây giờ là 3-1 nha các bạn. Một trận chiến hơi bất ngờ một tí. Ok, đến với vòng quay tiếp theo nha. Bây giờ chỉ cần không gây trái fan cành là anh cảm thấy hạnh phúc lắm đó. Ê, ê, hồi hên quá. Ui, T-Rex, 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 chạy, chạy hù mình. Thì như các bạn biết đó, trái hù mình mặc dù rất là mạnh nhưng mà mình có một cái bí mật gì đó. Đó chính là trái hù mình của mình vẫn chưa được thức tỉnh full chiêu. Rồi, thì do mình xài hù mình nên là mình sẽ được quyền xài melee nha các bạn. Vậy, vậy, ai nói à? Giỡn thôi, Sean mà. Ok, ok, bắt đầu rồi đó. Kế hoạch của mình sẽ là núp rồi xong rồi nhảy ra úp sọt nha các bạn. Ôi, làm gì vậy? Ôi á, mày. Mày biến nhỏ khi né chiêu dễ hơn các bạn ơi. Biến nhỏ là anh chạy rồi đó nha. Xàm, bật chiêu dách lên mất máu kìa. Coi nè Phốt, coi nè Phốt. Nó chạy nó coi. Mày. Rồi anh biết cách chơi với hùng mình này rồi. Không phải đâu, cách đó không phải sao. Mày. Dạ, tao bật thằng này đó. Rồi biến nhỏ lại tiếp, biến nhỏ lại tiếp. Mày. Rồi anh lắc quá à. Nè, không có lắc được nó dễ, nó xàm. Sao? Chạy 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 chạy. Đu ra. Ôi bị lỗi luôn rồi, cái gì vậy? Trời ơi cái gì vậy? What the fuck? Anh lắc quá Phúc ơi, tha cho anh đi. Mày một cái nữa mày chết nè. Mày cút. Ây da. Ma cây khoa server lắc vãi. Thì tỷ số bây giờ là 3-2 nha các bạn. Nhưng mà bây giờ mình cũng sẽ reset server luôn bởi vì nó quá lắc. Pha nãy cây vãi đáng cái là anh thắng rồi đó, tự nhiên nó bị lắc chứ. Pha nãy em còn đúng 100 máu luôn. Ui, ôi, ui, Dragon đi, Dragon, Dragon. Rồi. Oh.
Thì nếu như các bạn có coi những video PvP trước của mình, có lẽ các bạn sẽ biết là mình là một người xài trái mammoth, xài chiêu không bao giờ trúng. À, chắc em hạnh phúc khi anh quay cái trái mammoth lên đúng không? Dạ, rất hạnh phúc. Em xài trái gì? Em sẽ xài trái T-Rex. Ôi, chú khủng long con này đầu quýnh với anh hả? Chắc chưa, anh chắc chưa? Rồi, vô. Ồ, mày. Ôi, chặt nữa. Hai cục gỗ kìa. Úi, úi. Ủa, what the fuck? What the fuck? Ngu hề, cái pha đó đáng ra anh coi chiến thắng rồi. Ôi, mà cái pha hồi nãy rõ ràng trúng mà ta. Mày, em gì, cái gì, Kenchik. À, hay vậy, Kenchik nữa ha. Kenchik hổ pha này đi. Ui, ui. Kenchik hổ pha này đi, rồi thôi. Đây, đây, em làm mày. Mày. Ai, anh còn có 1000 máu vậy, em mới làm gì anh vậy phố? Thôi, nhường anh đó. Nhường, mày nhường. Có một mình mày biết biến hình nè phố ơi. Ấy. Ba mắt xem. Ủa alo là sao ta? Mẹ con khủng long này đúng là động vật ăn cỏ, không thể nào đánh lại động vật ăn thịt các bạn ơi. Quá mạnh luôn. Đó là lý do tại sao mình lại ghét xài cho mammoth á. Tỷ số bây giờ là 3 điều nha các bạn. Rồi à, không thể nào các bạn ơi. Không thể nào bị lật kèo thêm một video nào nữa. Ui, ui. Rồi mày xong hả? Siêu hồi phục Phonic. Em cũng không chắc lắm nha. Nhưng mà em sẽ chọn trái Blizzard. Trời, rồi rồi, ta chọn ngươi Phonic, ra trận đi. Lần này anh sẽ gỡ gạt luôn hết tất cả. Em sẵn sàng chưa? Chơi Phonic của anh là mạnh lắm đó. Em sẵn sàng để có thể đối đầu với Phonic của anh rồi đó. Rồi làm giờ, làm giờ. Đứng yên một chỗ là tạo điều kiện đối thủ đó. Ủa sao anh xài một chiêu cái nó biến mất cái dạng phượng hoàng của nha ta? Rồi, có bài man, nhưng mà mình bắt bài được các bạn ơi. Mày. Dạ nó dạ. Có bài nữa. Mày. Sao chị nói không? Shuriken, một cước là gột, anh là Ronaldo mà. Nè coi nè, coi nè. Su. Rồi quýnh hết máu thì sao, hồi phục một xíu nha. Ồ, quay vậy, hồi phục xíu coi. Nha. Hồi phục một xíu nha phố. Dạ. Đồ men. Mày đồ men, anh Ronaldo shoot là chết. Ui má, quá trời đam luôn rồi. Rồi bay nè, né chiêu nè. Cũng đau đó, nhưng mà anh là phượng hoàng mà, không quýnh lên hồi máu đó nha. Kinh này á, nó hồi máu nhanh vãi cái chữa luôn ông nội. Rồi, cái phần trái này phải chạy. Trái phần chạy 2-3 melee mới đánh là được, chứ không anh hồi máu hoài à. Hồi máu nha. Kìa, có kêu ông nội. Ai da, đau vậy. Nó kìa, đầy máu hoài luôn á. Ok đi, anh dùng một vài là anh hết mana, lúc đó là anh chỉ có đứng nhìn em đánh anh thôi. Anh Ronaldo shoot nè, pháo nè, còn đầy cái máu luôn á, nãy giờ như em không quýnh được cái nào luôn hay gì á. Ai cần lóc Ninjago không mày, cần lóc Ninjago hả? Ây da, cái thằng cần lóc Ninjago này, ui em anh sắp hết mana rồi, anh không thể kéo dài đâu nữa rồi. Cái lúc mà anh hết mana là cái lúc mà rồi hết mana bay đâu nổi đâu. Mày đừng có ảo nha. Một shot nữa là em cút rồi đó. Đừng để coi cái shot còn lại đủ mana để dùng không. Ôi đủ mana trong chiêu cuối thôi à. Né hậu cái này đi Phúc, né hậu, trời ơi. Anh hết mana rồi, anh hết mana. Ui da. Em bắn rồi. Ai, tỷ số giờ là nhiêu rồi? 4-3, nghiêng về em. Rồi, bây giờ mình sẽ chính thức lật kèo từ bây giờ nha. Nãy giờ là mình nhường thôi. Cảm ơn đi một trái rồi đó. Một trái rồi đó, ngon một xíu đi. Ui, T-Rex. Yes. Trái này hình như hồi nãy anh thắng em đúng không? Được rồi. T-Rex, hãy cho tao mượn sức mạnh của mày thêm một lần nữa đi. Anh biết đó, khi mà màn đêm xuống á, thì bản ngã của em nó cũng mọc lộ. Trời, em là sói cô độc hả? Phía đất là sói cô độc. Just like animal. Rồi, em là bản ngã tối thượng sao? Anh chính là bản năng vô cục. Bùm, ủa? À, giả vờ à. Ui. Rồi, em nên nhớ là trái T-Rex nó có chiêu. Chiêu bị đánh hả? Rồi, em biết là kỹ năng xài T-Rex của anh dạo này cũng được nâng cấp rồi đó. Mày bị lừa rồi. Hút nọc mày nè con. Khủng long quẩy đuôi. What the hell. Thôi phụ ơi, kết thúc trận đấu sớm luôn nha. Bye bye. Sức mạnh cổ đại. Ui, nãy giờ hơi xạo rồi. Ui. Mày. Ui. Mày. Mày. Rồi, chết rồi, chết rồi. Chạy xa ra là nó chết rồi. Chạy xa ra là nó chết rồi. Chạy xa ra. Chạy xa ra. Trời ơi. Má, mà nãy hết kèm tưởng anh chết trong luôn rồi chứ. Má, nãy em đánh hụt mấy chiêu liền. Hèn chi thế em chạy một vòng mà không thấy chúng chiêu gì chứ.
chôn rồi chạy trời đi mũi mày nhờn. Trời ơi, tỷ số giờ là 4 điều đó nha, một trận cuối cùng, một trận quyết định. Oh no. Được rồi, vòng quay lần này phải ra chế Kitsune nha các bạn. Một lần nữa thôi Kitsune. Kitsune, hơi cho tao hủy sức mạnh một lần nữa. Yes. Kitsune hả? Yes. Ra luôn rồi, anh ra luôn rồi, anh ra chứ Kitsune luôn rồi. Quá nhiều lần chết, em đã thức tỉnh sức mạnh của trái bóng. Trái bóng mà. Gosh. Đồ. Mà bắt đầu đi, nó nhiều quá. Bắt đầu hết anh rồi đó. Ai là con thiệt? Rồi, mày là con thiệt đúng không? Không có ai là con thiệt hết. Ây da, được rồi, vậy thôi anh sẽ quấn ba con luôn. Rồi, đây nè, con thiệt nè. Đây, em biết cho con là con thiệt. Rồi, hiện hình lên đi. Cái con đi lẻ luôn con thiệt nha các bạn. Dí con đi quýnh lẻ nè, con này nè. Con này là con thiệt nè chứ đâu. Ây da. Chơi gót gì mạnh dữ vậy. Nếu anh muốn thì cứ thoải mái vô đánh em đi. Ôi. Ây da, má, Phúc nó xài chơi gót này đỉnh dữ vậy ta. Mày. Ui, what. Cái gì. We are the champion. I know no one's champion. Má. Nhục lắm ở nhà, để các bạn fan thấy cảnh này là nhục lắm ở nhà. Sao có chỉ Kitsune thua chứ God được. Thì tỷ số video hôm nay lại là 5-4 như người phía của VDuck nha các bạn. Thì bài học của ngày hôm nay đó chính là video sau mình sẽ tiếp tục PvP với VDuck. Má, nó kỳ quá.